Xin chào mọi người, xin chào anh em. Thì tiếp tục chào mừng mọi người, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Bena Kỳ Bảo Duo. Hôm nay thì một video với mục đích là hàng về và khuyến mãi sản phẩm thôi. Đây, bên em vừa về được một ít cái con Sua UGS30. Thì anh em nào mà lúc trước hỏi em á, mà bên em hết hàng á, thì anh em vui lòng liên hệ lại bên em qua số điện thoại trên màn hình ha, 0979 778 678 hoặc 0909 67 5540. Thì đợt, có nhiều đợt hết á, bên em không có về được hàng. Thì đợt này bên em về và sẽ có quà khuyến mãi cho anh em. Rồi, thì con Sua UGS30 đây. Con này tiếng rất là tốt rồi, nó sẽ tốt hơn cái con Sua 23 Plus kia ha. Đây, 23 Plus đây. Thì tiếng nó sẽ tốt hơn con 23 Plus này. Đó. Thì tất nhiên tiếng tốt hơn thì giá nó sẽ có chênh lệch tầm 100.000 thôi. Đó, chênh lệch tầm 100.000. Con Sua UGS30 đây. Đó, mặt trước mặt sau con này vẫn là 464 anten ha. Đây, mặt sau như thế này. Máy cam kết cho anh em là hàng loại một, nó sẽ có bút hộp sống ở đây và hai cái tụ xua mạch lớn ở đây ha, hai tụ xua, hai cái con tụ ở đây lớn và bốn hộp sống. Thì nhìn hiện tại trên thị trường á, thì nó sẽ có hai loại, một loại á, thì về hình thức á, thì nó sẽ gần gần tương đương nhau hết thôi, và cái nó khác á, cái kia nó có cái loại khác á. Thì cái coi mít nè, một loại thì coi mít nó sẽ là màu tím, còn bên em thì là cái coi mít màu xanh thì nó sẽ chất lượng hơn. Đây có bít màu xanh đây. Đây còn về full tay cầm nó sẽ như thế này, rất là đẹp ha, full tay cầm như thế này xua nè, UGS30 nè. Thì em để tiết kiệm thời gian thì em tháo nó luôn cho nó nhanh đó, thời gian mà vừa quay vừa tháo nữa thì nó lâu, tại vừa em vừa làm vừa quay có một tay à, nó rất là bất tiện nha. Coi xanh thì trong một hộp đầu thu thì nó đơn giản thôi anh em, thì nó có sẽ có đầy đủ cho anh em, nguồn nè, số ly cho anh em kết nối xuống âm đi hoặc xuống vang nè, đó, chống lăng nè, bốn anten ha, bốn anten đây, đó. Và đợt này em sẽ có khuyến mãi cho anh em, thì sẽ có tặng kèm cho anh em một bộ pin như thế này, một bộ pin sạc, nha. Thì giá hiện tại bên con này thì một bộ pin và cái đầu thu này luôn, đây, nguyên một bộ như thế này, thì nó sẽ là 2,1 triệu cho anh em. Đây, bộ pin double bao, bộ pin double bao này 3.000. Thì lỗi mà tại giờ này đang bị cảm ho hơi nhiều. Rồi, một bộ pin double bao 3.000 và một cái lốc sạc như thế này. Đó, có tặng kèm cho anh em, thì tổng giá trị thanh toán thì tổng tổng bộ này là 2,1 triệu cho anh em. Rồi. Pin nó sạc như thế này ha, nó sẽ có báo đèn như thế này cho anh em. Cắm vào sạc thôi, bộ pin 3.000 bộ pin 3.200 thì 3.000, 3.000 thì nó sẽ tốt hơn, những dòng giá trị nó cao hơn. Cắm vào thì nó sẽ sáng đèn như thế này. Chưa đầy. Nó đầy nó sẽ đỏ ha, đầy nó sẽ lột, nó chưa đầy nó đỏ thì đầy nó sẽ xanh ha, đầy nó sẽ xanh lên đó. Này thì anh em để lên đàng hoàng, em quay video thôi. Rồi đó, thì hiện tại bộ này là 2,1 triệu cho anh em một bộ như thế này, thì quà khuyến mãi cho anh em, tại vì có một đợt em hết hàng thì em vừa về. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ bên em qua số điện thoại trên màn hình ha, 0979 778 678 hoặc là 0909 67 5540. Còn anh em nào ở gần khu vực Gò Vấp, Hồ Chí Minh ấy, thì tới trực tiếp cửa hàng ha, 276 sẹt 7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Thì giá 2,1 triệu là giá báo trực tiếp tại cửa hàng ha. Anh em ở tỉnh thì vui lòng hỗ trợ bên em thêm phí vận chuyển, tại vì giá tốt rồi, có phí còn khuyến mãi rồi, thì bên em sẽ không hỗ trợ phí vận chuyển được, mong anh em thông cảm rất là nhiều. Đó. Bộ này lúc trước em bán thì tầm cũng khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu mốt rồi, thì quà tặng thêm cho anh em rồi nên không hỗ trợ phí vận chuyển được, mong anh em thông cảm. Rồi. Một lần nữa cảm ơn em, một cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Anh em nào mà đang xem thì cho em một like, một đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất bên Kim Bảo Audio, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người.